Ồ, ăn ngọc vịt luôn. Ăn cái đi. Ăn ngọc vịt không ngủ Nhà ta. ông ta càng đi. Thôi. Giơ tay cho mày. Ăn ngọc vịt mà lột cái này thì thôi chết rồi. Ngon ha, nước Ngon. nhiều. Ngọc vịt mà để nước nhiều là ngon nha. Đúng rồi. Quá ngon. Qua là Ăn hột vịt đó, ăn hột vịt biết bao lâu rồi mà không biết cái cách để khui hột vịt này ra không dơ tay nè. khui sau không chỉ được Chứ ăn làm thường thường ra quán ăn hột vịt vậy nên ta để cái ly vậy ăn vậy đúng không? nhưng mà để ly nhỏ hơn ly một chút à. Mà về cái mình lấy tay bóc vô vậy, dở ra vậy nó sẽ dơ tay đúng không? Rồi chứ làm sao ông làm với ông chỉ đi. Ăn thánh trứng này để anh chỉ cho cái cách ăn hột vịt lộn nè. Ăn hột vịt lộn không có bị dơ tay. Clip rồi á, để clip vừa rồi mình anh cho làm là ăn trứng cút không dơ tay đúng không? Đúng rồi. Hôm nay là làm rồi. Ăn hột vịt lộn không dơ tay. Xong rồi đúng không? Đúng rồi. Rồi bây giờ lấy một cái trứng này nè. Cho vô đây đi. Trứng bể này đúng không? Rồi lấy trứng nguyên đi, đừng lấy trứng bể. Đi ba đi ở quán người ta bán ai bán trứng bể cho mình đâu. Để vô đi. Đó. Thì thường thường mình ăn hột vịt lộn thì mình phải đập ra vòng 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 cái mình lấy tay mình bóc ra đúng không? Đúng rồi. Chứ cái muỗng này lại làm gì? Múc để múc ăn hả? Đúng rồi. Bây giờ cưng lấy cái muỗng này nè. Cưng đập nát vòng 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 cái lỗ này đi. Khác lỗ đúng không? Đập. Đập như nãy vậy. Nè, đập vòng vòng như nè. Đó, đập vòng 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 nha, cho nó dập 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 cho đó. Không chứ ông làm sao ông bóc vậy lên được? Thì cứ đập đi rồi anh chỉ cho cưng, không cần mà đờ đụng tay vô. Dùng. Dùng găng cắn. Được rồi. Được chưa? Rồi. Quay cái đầu muỗng ra coi. Sắn vô, sắn vòng 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 ra giờ lật cái nắp ra. Đâm thẳng vô luôn. Không, nè. Hay làm lấy cái đít lên thôi. Đó. Chân chấn qua vòng 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 như này đó, thấy không? Cái là mình dít cái đít lên. Đó, đúng rồi. Đó, ăn không dịch lộn như vậy thế. Rồi. Hết cái đập cái nắp ra kìa. Đó. Có đụng tay không? Đó, bình thường mà đâu cần phải ăn hột vịt lộn mà phải cần lấy cái tay bóp 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 dày lột lột cái gì vậy cái ăn giờ cái tay ăn hột vịt mới nó mà nó dính vô tay nó tanh lắm chứ không tanh đâu nha. Nó lúc mình ấy là tanh lắm. Nó đi bình lần mình ra quán thì lúc nào người ta cũng cho mình một cái ly một cái muỗng để mình ăn thì mình lấy cái đó mình làm thôi, mình không cần phải lấy cái tay mình mà lột cái đâu. Làm mình làm cách này nó sẽ không có bị dơ tay đâu. Còn nếu mà mình ăn trứng hột vịt lộn trong chén thì mình dễ rồi đúng không? Mình thảy vô chén cái mình lấy cái muỗng mình chấn làm đôi ra cái là nó tét ra rồi. Còn ăn trong cái ly đó thì nó lại khác. Nó thì hôm nay Cảnh cũng chia sẻ luôn cho cô chú anh chị mình á, cái cách để mình ăn hột vịt lộn á thì không thể dính vô tay mình nha, không dơ tay nha. Nó rất là đơn giản lắm. Thì ra tiệm ra quán nữa thì cô chú anh chị mình ăn hột vịt lộn á, lúc nào chủ quán cũng cho mình một cái ly như vậy đó và một cái muỗng nĩa như vậy đó. Thì mình lấy cái muỗng nĩa mình đập vòng dập dập đây nè, mình chở cái đầu lại mình sắn vòng cái mình lấy cái này mình dít cái nắp lên nè cô chú anh chị, rất là đơn giản luôn và mình không cần phải đụng vô cái tay vô mà để cho nó dơ và nó ta dính cái mùi hột vịt vô nó tanh đó. Thì ra cách này thì rất là đơn giản. Biết ai cái cách ăn chưa? Biết à? Ăn hột vịt bao nhiêu năm rồi giờ mới biết. Chứ ai biết làm như này đâu. Thì cái cách của Cảnh đây thì nó như thế. Thì cô chú anh chị mình á thấy có hữu ích thì nhớ cho Cảnh xin một like và đăng ký kênh và bấm chuông để đón theo dõi những clip kế tiếp của Cảnh nha. Cảnh chào tất cả cô chú anh chị mình nha.